nhà có thiếu. Phước Long dứt điểm. Vào! Số được nâng lên 3-1 dành cho câu lạc bộ Sài Gòn. Từ ghi bàn là Lê Quốc Vương sẽ giúp cho tỷ lệ chiến thắng của câu lạc bộ Sài Gòn trong trận đấu ngày hôm nay đến rất cao. Chúng ta cũng xem lại quả bóng này. Phước Long dứt điểm một chặng và Quốc Vương đã chạy cắt mặt. Trọng Sáng là người tiếp tục mắc lỗi trong tình huống này. Trong ngày được đăng ký ra sân tại V-League Sáng đã để lại quá nhiều ấn tượng không tốt với các cổ động viên Hoàng Gia Lai. Quốc Phương, Da Silva rất khéo. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3 cho cầu thủ Sài Gòn. Cú sút thứ tư của Da Silva trong hiệp hai này và cuối cùng thì anh cũng đã có thể có được bàn thắng cho riêng mình. Và anh Gia Lai đang dẫn trước đối thủ với tỷ số 3-2. Quả người khá hay, đây là Kiều Văn Đê, chân trái! Kiều Văn Đê đã có pha lập công thứ tư trong mùa giải này. Hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai vẫn bộc lộ sự mong manh. Kiều Văn Đê tỷ đè hợp lý vượt qua Hoàng và dứt điểm chéo góc hạ gục VG Siesma. Hoàng Gia Lai phải đón nhận bàn thua thứ 42 ở mùa giải năm nay. Quả đá phạt của Đình Bảo rất nguy hiểm. Vào! Bàn thắng của Pedro Paulo. Như đã nói thì những tình huống cố định sẽ trở nên đặc biệt hữu hiệu trong điều kiện thời tiết này. Đó là một cú đá nối đầy đẳng cấp của Pedro Paulo. Bàn thắng thứ 11 của Pedro Paulo ở V-League 1 lần này. Sài Gòn vươn lên. Họ đang có nhiều điểm hơn so với đối thủ. Vào lúc này thì điều quản lý của người này vẫn vậy. Như vậy là đã có bàn thắng một số không phải. Đã có bàn thắng thay bằng tỷ số cho Hoàng Gia Lai. Một cú đánh đầu ngược và theo xác định của các trọng tài, bóng đã đi qua từ biên cuối sân sau khi đá hai lần cản cột dọc. Chúng ta cùng xem lại pha hợp bóng đá của Hoàng Gia Lai. Cú chạm đầu là của Idekuchi. Lương Xuân Trường rất nguy hiểm. Ba một cho cầu thủ Anh Gia Lai. Chúng ta sẽ cùng xem lại quả đá phạt của Lương Xuân Trường. Quả vào gặp khá nhiều khó khăn. Ngọc Quang, Hồng Duy sút bóng. Đó là bàn thắng dành cho Anh Gia Lai. Rất bất ngờ và quá nguy hiểm cho Anh Gia Lai với pha dứt điểm này của Nguyễn Phạm Hồng Duy. Bóng đi không quá xa so với vị trí của thủ môn Phạm Văn Phong, nhưng người gác đền của câu lạc bộ Sài Gòn ở tiếng này đã không thể làm chủ được tình hình. Sân trơn bóng ướt. Xuân Trường vào. Tỷ số được gỡ hòa 1-1 cho Hoàng Anh Gia Lai. Lại một tuyệt phẩm nữa được Lương Xuân Trường thể hiện từ chấm đá phạt. Chúng ta cùng theo dõi lại bàn thắng rất đẹp của Lương Xuân Trường. Lái bóng qua hàng rào của câu lạc bộ Sài Gòn và khiến thủ môn Phạm Văn Phong chỉ còn biết đứng nhìn. Da Silva, đó là bàn thắng mở tỷ số trên sân vận động Pleiku.
tôi đã nhắc tới sự nguy hiểm và khả năng xuất phạt tốt của Da Silva đã cho thấy tại sao người ta luôn đánh giá cao anh như là một trong những chân xuất phạt tốt nhất của V-League vào thời điểm hiện tại. Rất chuẩn xác. Quốc Phương. Wow! Tỷ số được mở cho các cầu thủ câu lạc bộ Sài Gòn. Chúng ta sẽ cùng xem lại quả đá phạt của Quốc Phương.